Chào anh chị, đây là cuộc gặp gỡ và giao lưu tại thành phố Kuala Lumpur, Malaysia của tập đoàn fintoch. Tập đoàn fintoch là nằm trong 5 công ty blockchain lớn nhất và trả thưởng cao nhất hiện nay. Anh chị muốn biết cụ thể tập đoàn fintoch trả thưởng như thế nào, xin mời anh chị xem dưới phần mô tả có video hướng dẫn cụ thể. Ladies and gentlemen, we're gonna have Mr. William Thompson! Our goal was to make that a reality in the year 2025. I want to tell you guys today that that's going to happen sooner. It's going to happen next year, in the year 2024. That's right. Let's have a round of applause. Semangat tiap kali jumpa dia tak pernah. Fintoch.